Xin chào các bạn, theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha một thành phẩm một ly trà sữa hazelnut. Chúng ta có 170 ml trà sữa, 30 ml sirup hazelnut. Chúng ta có thể cho nó phải không? Tôi vừa hướng dẫn các bạn ra thành phẩm một ly trà sữa ha.